Chào chị Trâm, em sinh bé được 15 ngày. Bé em có tình trạng là cứ ti được 5-7 phút thì bé lại ngủ được 10-15 phút. Sau đó bé lại dậy và đòi ti được 10 phút thì lại ngủ 5-10 phút nữa. Và hai mẹ con cứ như vậy vật lộn với nhau suốt 1 tiếng đồng hồ. Vậy thì cho em hỏi là tình trạng như vậy có phải là hay không? Và cần phải làm gì ạ? Cảm ơn em. Cái tình trạng mà bé của nhà bạn được gọi là ti gục vậy nha. Ti gục chứ không phải là ti vặt. Vậy thì trong cái vlog hôm nay, Trâm sẽ chia sẻ cho các mẹ cách để các mẹ phân biệt được là ti gục là như thế nào, ti vặt là như thế nào và cách để mình khắc phục những cái tình trạng như trên. Ti gục có nghĩa là bé ti gộp nhiều những cái cữ nhỏ thành một cữ lớn. Trâm lấy ví dụ, bé ti được 5 phút, 10 phút thì bé lại ngủ 5-10 phút. Sau đó bé lại dậy đòi ti 5-10 phút. Sau đó bé lại ngủ 10-15 phút chẳng hạn. Và cứ như vậy bé sẽ lại ti, lại ngủ cứ như vậy cho tới 1 tiếng hoặc thậm chí là 2 tiếng đồng hồ. Hoặc là có những bé là ti được 5 phút, 10 phút, sau đó lại tè, lại ỉ 5-10 phút, sau đó lại lại ti, sau đó lại tè, lại ỉ. Và cứ một vòng như vậy cho tới là 1 đến 2 tiếng đồng hồ thì bé mới ngủ được một cái giấc dài tầm 1,5 tiếng đến 2 tiếng. Và ti gục thì sẽ xảy ra ở các bé dưới 1 tháng hoặc là ít hơn thì cũng có bé tới 1,5 tháng thì đó được gọi là ti gục. Và ti gục thì mình có cần phải can thiệp gì không? Thì thực ra là đây là một tình trạng rất là bình thường ở các bé và mình không cần phải can thiệp gì cả. Và mẹ mặc dù biết là mẹ sẽ rất là cực trong cái thời gian này, tuy nhiên mẹ hãy cố gắng là mẹ cứ cho bé ti theo cái nhu cầu của bé, tức là nương theo những cái nhu cầu của bé. Từ từ khi mà bé lớn hơn thì bé sẽ ti ra cữ hơn mẹ nha. Nên là mình đừng cố gắng mình cho con thêm ti bình. Tại vì nếu như mà bé ti bình sớm quá thì bé sẽ dễ gặp những cái nguy cơ như là bé sai khớp ngậm này, rồi bé thích ti bình và bé chê ti mẹ về sau. Cho nên là mình không cần phải can thiệp gì cả. Nên là mẹ cố gắng mẹ nha. Còn ti vặt là như thế nào? Thì mời các mẹ nghe một cái câu hỏi như sau. Bé nhà em được 3 tháng và dạo gần đây thì em thấy là bé ti được 1-2 phút thì bé nhà ra. Cữ sau em cho ti thì bé cũng chỉ ti được 1-2 phút rồi bé nhà ra, bé cười với mẹ, bé không có tập trung để ti, thậm chí đôi lúc là bé cáu lên và bé không muốn ti. Vậy thì em phải làm gì ạ? Vâng, cái tình huống mà Trâm vừa nói cho các mẹ đó là tình trạng mà bé ti vặt. Ti vặt có nghĩa là bé ti, mẹ cho bé ti khi mà bé không có nhu cầu muốn ti, tức là bé không có đói. Và cái tình trạng ti vặt này thì thường sẽ gặp ở những bé mà 2 tháng trở lên mẹ nha. Và thực ra là ti vặt do mẹ không xác định được nhu cầu của bé, chứ đó hoàn toàn không phải là do bé. Tức là mẹ nghĩ là bé đói, cho nên là mẹ cho bé ti. Vậy thì phải có một cái dấu hiệu nào đó mà khiến cho mẹ nghĩ là bé đói thì mới cho ti, đúng không ạ? Thì các mẹ sẽ thường dựa vào thứ nhất đó là thời gian ti. Thì có mẹ là ngày xưa cứ 2 tiếng mẹ cho bé ti một lần. Nhưng mà khi mà bé lớn hơn một chút xíu ấy, thì có thể là bé giãn cái cữ bú ra. Nhưng mà mẹ vẫn chưa hiểu, chưa xác định được cái nhu cầu, cho nên là mẹ vẫn cứ 2 tiếng cho bé ti một lần. Thì đương nhiên bé chưa có đói thì bé sẽ chưa muốn ti, đúng không ạ? Hoặc có những mẹ sẽ dựa vào các cái dấu hiệu như là bé múc tay này, cho tay vào miệng này, hay là bé khóc này, hoặc là khi mà mẹ ẵm bé lên thì bé lại rút vào ti. Thì thật ra là với một em bé mà cỡ tầm hơn 2 tháng trở lên thì những cái dấu hiệu mà Trâm vừa nói như là gì ạ? Múc tay, tóp tép miệng, hay là rút vào ti khi mà được bế, hay là bé khóc, đó không phải là những cái dấu hiệu chính xác để cho thấy là bé đói nữa mẹ nhắc.
Vậy thì làm thế nào để chúng ta biết được là khi nào bé đói để mình tránh được cái tình trạng là ti vặt? Vậy thì chúng ta sẽ có một cái cách như sau. Khi mà các bé mút tay này, hay là bé khóc này, hay là bé rúc vào tim mẹ khi mà mẹ bế này, thì mình đừng vội cho bé ti liền, mà mình có thể là mình kiếm ra những cái trò chơi, những cái hoạt động phù hợp với lại cái độ tuổi của bé. Ví dụ như là gì ạ? Chơi ú oà, rồi hay là mẹ hát cho con nghe, mẹ đọc sách cho con nghe, hay là mẹ tìm ra những cái hoạt động mà tầm cái đúng với lại cái độ tuổi của bé để mình chơi với bé trước. Hoặc nếu như mà mình tìm các cái hoạt động và mình chơi với con rồi nhưng mà bé vẫn khóc, thì lúc đó mình có thể mình ẵm con, mình vỗ con. Mà nếu mà ẵm vỗ vẫn khóc thì mẹ có thể mẹ ẵm con đi tới đi lui, đi vài vòng để mình thay đổi cái không khí. Có thể là cho bé nhìn ngắm những cái cảnh vật nó lạ hơn so với cái cảnh vật hiện tại mà bé đang nhìn. Thì khi mà mẹ làm tất cả những cái việc đó mà bé vẫn còn khóc, thì lúc đó mẹ mới đưa ti cho bé nha. Và cái cách này là cái cách mà Trâm đã áp dụng với bé nhà mình rất là hiệu quả. Tức là khi mà bé tầm độ khoảng 2 tháng, 2 tháng rưỡi gì đó, thì bé nhà Trâm sẽ có cái hiện tượng là cứ bú được 1-2 phút là bé nhả ra, và bé đôi khi bé mất tập trung, bé không chịu ngủ, thậm chí là bế lên bú bé còn khóc. Thì Trâm thường là sẽ hát cho con, hoặc là đôi khi Trâm sẽ bế con đi vài vòng. Và đôi khi bế con đi vài vòng như vậy thì con nín, con không có khóc nữa. Nhưng mà khi mà Trâm làm hết những cái cách đó mà bé vẫn khóc, thì lúc đó mình biết là bé đói thực sự, và lúc đấy mình mới là mình cho bé ti để mình tránh được cái tình trạng là bé ti vặt mẹ nha. Vậy tóm lại là ti gộp thì mình không cần phải can thiệp gì cả. Và ti gộp thì thường là sẽ diễn ra ở những bé mà dưới 1 tháng tuổi. Còn ti vặt là những bé mà tầm 2 tháng trở đi. Và ti vặt là khi mà mẹ cho bé ti khi mà bé không có đói á, thì mẹ sẽ làm những cái cách mà Trâm vừa nói để mình tránh được cái tình trạng là bé ti vặt mẹ nha. Và hy vọng là sau cái vlog này, mẹ sẽ biết cách để mẹ phân biệt ti gộp, ti vặt, và mình có cách để mình khắc phục cho phù hợp. Cảm ơn các mẹ đã xem cái vlog này, và hẹn gặp lại các mẹ trong vlog lần sau. Để giúp cho các mẹ đỡ lo lắng và yên tâm hơn phần nào, thì ngoài hình thức tư vấn trực tiếp tại nhà mẹ, tư vấn qua video call hay là qua điện thoại, các mẹ cũng có thể tham gia vào group hướng dẫn thông tắc tuyến sữa của Trâm. Với hơn 20 bài học trong group sẽ giúp cho các mẹ biết cách để nhận biết được là mình có đang bị tắc tia không, biết cách để tìm ra nguyên nhân chính xác mình bị tắc tia sữa, và từ đó có cách để mình khắc phục. Ngoài ra, trong group có các clip hướng dẫn thực hành bằng những hình ảnh trực quan nhất để giúp cho các mẹ tự thông tuyến sữa một cách an toàn, khoa học, hiệu quả và đúng đắn. Để tham gia vào group, mẹ có thể làm theo hướng dẫn ở phần mô tả. Cảm ơn các mẹ đã xem clip này, và xin chúc tất cả các mẹ luôn luôn vững tin trên con đường nuôi con bằng sữa mẹ.